À, cái chỗ mà xăng pha nhớt đây. À, tất cả mấy cưa đều là xăng pha nhớt ha. Đây nhìn mình có thể nhìn thấy biểu tượng xăng cộng với nhớt. À, còn bên đây sẽ là nhớt thôi. Và nhớ bên xăng pha nhớt này anh em phải pha là nhớt 2 thì. Còn nhớt này mình pha nhớt 4 thì bình thường thôi. Cái nhớt 4 thì này mục đích là để nó bôi trơn. Bôi trơn làm cái nhớt 2 thì để pha vô xăng á là để cho động cơ ha. Rồi hướng dẫn khởi động máy và rô đai nha. Rồi để khởi động máy thì đầu tiên là mình đây có cái e nha. Mình phải kéo e ra. Đây kéo e ra. À, ở đây dặn xuống là tắt nè, mở nè, phải mở lên nè. Nè tắt nè, mở nè. À, thì sau đó mình sẽ, à, anh em sẽ giật khoảng chừng 3 cái là nó sẽ ấm máy lên. Thấy chưa? Anh em giật thử con thử nha. Đây. Cái đây là bộ chụp giật trợ lực là mình kéo lên. À, thấy chưa? Đó, bên đây mình giật một cái là nó ấm máy rồi thì mình sẽ đẩy e vô. Đóng e vô. Giật là nổ nha. Thì anh em sẽ trước khi chạy thì phải kiểm tra xem là nhớt nó có ra chỗ này không. À, thì rồi sau đó khi mà nhận máy anh em sẽ chạy rô đai thì cứ để nó chạy bình thường khoảng một bình xăng, 1 đến 2 bình xăng. Nhưng mà trong quá trình chạy thì khoảng lâu lâu anh em cũng phải bóp hết ga, bóp hết ga để cho nhớt dư. Tại khi trong quá trình rô đai thì xăng nó đốt nhiều, mình động cơ chậm đó thì nó sẽ còn dư nhớt nhiều, thì mình phải bóp hết ga khoảng 5-10 giây đó để cho nhớt nó ra ngoài đây hết. Trong quá trình chạy thì anh em sẽ thấy là nhớt nó sẽ chạy ra đây, hoặc là có thể dư nhớt này thì là nó chuyện bình thường nha. Rồi ok.